Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 4 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài số 3, số chẵn, số lẻ trang số 12. Phần đầu tiên phần khám phá câu A, phần A. Tớ thấy một bảng phố ghi các số nhà 12, 10, 12, 14, 16, 18. Bên kia thì ghi các số nhà là 11, 13, 15, 17 và 19, vân vân vân. À, cái này chấm chấm vân vân. Nhiều số nữa. Các số đó có đạt điểm gì nhỉ? Bạn này hỏi như vậy. Rồi bạn robot nó là để dễ tìm số nhà, người ta dùng các số chẵn như là số 10, 12, 14, 16, 18 vân vân để đánh số nhà bên ở một bên của dãy phố. Bên còn lại thì người ta dùng các số lẻ là như là 11, 13, 15, 17, 19 vân vân. Như đây là dạng là đánh số nhà. Đây cái này này. Này một bên này là số lẻ này, 11 này, 13, 15, 17, 19 này. Còn cái dãy bên này là 10, 12, 14, 16, 18. Đây là số chẵn. Vậy thì số chẵn và số lẻ là như thế nào đây? Chúng ta tiếp tục. Số chẵn, số lẻ. Số chia hết cho 2 là số chẵn. Số không chia hết cho 2 là số lẻ. Có cách nào để nhận biết số chẵn, số lẻ không nhỉ? Nhận xét. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 là các chữ số chẵn. Ví dụ như là 40 là tận cùng nè. Là số 0 nè. 72 tận cùng là số 2 nè. 214 là tận cùng là số 4 nè. 96 tận cùng là số 6 này, 2318 này là số 8 này, vân vân vân. Đó rất là nhiều chữ số, một số có rất là nhiều chữ số mà chúng ta chỉ xét là cái chữ số tận cùng thôi, mà nó ra vào là 02468 thì đó là gọi là số chẵn. Còn số lẻ cũng tương tự vậy, các chữ số tận cùng là 13579 nó là số lẻ. Ví dụ như là 31 này tận cùng là số 1 này, có này. 73 này số 3 này, 615 là số 5 này, 107 này có số 7 này, 1909 này có số 9 này, vân vân vân. Tận cùng của nó. Như vậy chúng ta sẽ nhớ là 02468 nó là số chẵn, 13579 tận cùng nó là số lẻ. Hoạt động trong các số dưới đây, số nào là số chẵn, số nào là số lẻ? Rồi, số 12 là tặng cùng là số 2. Như vậy là số này là số chẵn. Số chẵn. Cái này là lẻ. Cái này là chẵn. Cái này là lẻ. Cái này là chẵn. Tại vì tặng cùng là số 4. Đây tặng cùng là số 6 này là chẵn. Cái này tặng cùng là số 9 nên là số lẻ. Cái này là 72 tặng cùng là số 2 nên là chẵn. Này là số 3 tặng cùng nó là số lẻ. Này là lẻ. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 2. Này các số chẵn, số lẻ trên tia số dưới đây. Như vậy là đây là số này là số chẵn nè. Số chẵn thì gạch màu đỏ là chẵn nè. Chẵn, chẵn, 6 là chẵn, 8 là chẵn, 10, 12 là số chẵn. Số chẵn. Còn lại là số lẻ nè. Số lẻ nè. Đó, mấy cái khoanh tròn này là lẻ nè. 1, 3, 5, 7, 9 nè, 11 nè. Đây là số lẻ. Bài số 3, từ 10 đến 31 có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ? Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ xem nè, 10 nè, 11 nè, 12 nè, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Rồi bây giờ chúng ta xem có bao nhiêu số chẵn và bao nhiêu số lẻ. Số chẵn là 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy là có 11 số chẵn. Rồi có bao nhiêu là số lẻ đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vậy cũng có 11 luôn. Có 11 số lẻ. Chúng ta qua phần luyện tập. Con ong bay đến bông hoa màu nào nếu? Con ong bay theo đường ghi các số chẵn. Nếu như con A thì đi theo các số chẵn. Đây, hai số đầu tiên này thì chúng ta thấy là số này là số chẵn. Rồi tiếp theo thì đây, nó qua đây, số chẵn và nó bông hoa. Bông hoa màu xanh. Rồi. Câu B, con ong bay theo đường ghi theo có số lẻ. Ghi các số lẻ. Đây, con ong này nó bắt buộc nó phải tới đây. Tại vì là ở đây là đầu, ở đầu đây là số chẵn, đây là số lẻ. Tới đây là số lẻ nè. Tới đây là số lẻ. Số lẻ tiếp theo là đây là số lẻ. Như vậy cái này là qua bông hoa này. Cái này là câu A. Này là câu B. Câu số 2. Nêu số nhà còn thiếu. Đó là bên dãy số chẵn 116, 118. Như vậy chúng ta cứ cộng 2, cộng 2 vậy. Nó cách 2, cách 2. 116 là cộng 2, 118. 118 là cộng 2 là 120. Cộng 2 nữa là 120, 22. Cộng 2 là 120, 24 và 126. Bên dãy số lẻ 117, 119. Như vậy chúng ta sẽ cộng tiếp thêm 2, thêm 2 vậy đó. 19 mà ta cộng thêm 2 là 120, 21. Cộng cho 2 nữa là 120. Rồi 123, ta cộng 2 là 120, 25. Rồi đây là 127. Nó qua bài tiếp theo là bài số 3. Biết 116 và 118 là hai số chẵn liên tiếp. Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau là bao nhiêu đơn vị? Như vậy chúng ta sẽ lấy 118 và ta trừ cho 116 thì ra là hai đơn vị. Ta lấy 118 thì ta trừ cho 116 này là sẽ ra là hai đơn vị. Biết 117 và 119 là hai số lẻ liên tiếp. Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau là bao nhiêu đơn vị? Cũng tương tự vậy, ta lấy 119 ta trừ 117 thì ra là 2. 2. Câu B. Nêu tiếp các số chẵn để được ba số chẵn liên tiếp. Đây người ta họ cho là 78. Thì mình tăng dần. Tăng dần hoặc là mình giảm dần cũng được. Đây thì thường thường thì nó tăng dần. 78 là chúng ta sẽ cộng 2 là chúng ta sẽ có là 80. 80 ta cộng 2 là 80, 12. Rồi đây là 67. 67 thì đây là số lẻ thì chúng ta tăng dần hoặc là giảm dần cũng được. Cái này nếu như chúng ta giảm dần thì đây là 76 này. Đây 76, đây là 74. Còn này chúng ta sẽ cái này chúng ta sẽ giảm dần ha, giảm dần cũng được. Còn không tăng dần cũng được, cái nào cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ cộng thêm 2. Thầy tăng dần. 67 cộng 2 là 69. 69 cộng 2 là 71. Bài số 4.
từ 2 trong 3 thẻ số 7, số 4 và số 5 hãy lập tất cả các tỷ số chẵn và các số lẻ có hai chữ số. Chúng ta sẽ lập là số chẵn và số lẻ thì có hai chữ số. Và chúng ta sẽ là trước tiên chúng ta sẽ là số chẵn. Số chẵn ở trong này là có số 4 là phải đứng cuối cùng. Và số 4 bắt buộc nó phải đứng cuối cùng. Tại trong này chỉ có là con số 4 là số chẵn thôi. Như vậy là 74 này và 54 này. Chúng ta yêu cầu là có hai chữ số thôi. Rồi. Như vậy là thấy rồi. Số chẵn là tới số lẻ. Số lẻ thì số 7 và số 5 thì nó sẽ đứng cuối, còn số 4 nó phải đứng đầu. À, 47. Rồi. 57. Hoặc là 40 15. Hoặc là 70 15. Rồi như vậy chúng ta hết rồi. 47 45. Rồi. Rồi tới là cái số 5. 5 sao 75 45. Rồi hết. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, bài kiểm tra dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn là link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều bài đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.